Tại vì khi mà tụi em cài Python á là nó cài cả Python 2 với Python 3. Cái khi mà tụi em gọi Python thì nhiều khi nó lấy cái thư mục của Python 2, nó cắm rau này, nó cắm cầm bà nọ, nên là nhiều nhiều đứa bị lắm, năm nào cũng bị hết trơn á. Nhưng mà cái đó thầy không có chỉ mấy đứa sửa, tại vì trên máy mấy đứa mà chỉ mấy đứa sửa được đâu. Rồi còn ai bị lỗi gì nữa không? Không bị lỗi, bây giờ thầy hướng dẫn cho mấy đứa làm nha. Rồi bây giờ mấy đứa nhìn vô cái project nào. Bây giờ mấy đứa cho thầy một số cái thư mục sau. Thứ nhất là trong thư mục sụt nè, nó có firing.bi, đúng chưa? Rồi trong cái thư mục main nó có cái thư mục bcool. Trong thư mục bcool mấy đứa quan tâm tới thư mục parser cho thầy. Thì giờ trong thư mục parser mấy đứa quan tâm tới cái file bcool.g4. Đây là cái file mấy đứa sẽ sử dụng y như cái cấu trúc của mấy đứa gì đó. Mấy đứa sẽ sử dụng cái file giống như vậy nè. Thì trong assignment của mấy đứa sẽ sử dụng cái file gì? MT22.g4, được chưa? Thì mấy đứa mở cái file này ra, được không? Mấy đứa đừng quan tâm dòng từ dòng số 1 tới dòng số 9 nó viết gì kệ nó, được chưa? Mấy đứa quan tâm từ dòng số 11 đến dòng tới hết cho thầy. Được chưa? Rồi. Rồi, thì trong những cái dòng này á thì như là thầy đã dạy mấy đứa rồi trên slide á, thì mấy đứa sẽ thấy đây là những cái chỗ mà mấy đứa sẽ viết những cái biểu thức chính quy dành cho token, đúng không? Để mô tả các token. Được chưa? Còn cái đoạn này á, cái đoạn này thì tuần sau mấy đứa sẽ học, đúng không? Đó là các biểu thức chính quy để mô tả ngữ pháp. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ không quan tâm tới đoạn này. Chúng ta chỉ bây giờ nếu như vậy thì chúng ta sẽ xóa cái thằng này đi, không xóa cái này đi à, chúng ta chỉ để vậy thôi, được chưa? Rồi program cái MLF thôi, viết vậy theo thầy thôi. Rồi ở đây là những cái token này là những cái token mô tả cái gì, cái biểu thức chính quy ở lộn biểu thức chính quy mô tả các token, được chưa? Thì bây giờ á, cho mỗi bài thì nó sẽ có một cái bộ token, nó sẽ có các token khác nhau. Thì chúng ta sẽ xóa đi những cái token này ha. Đó, xóa đi những cái token này. Rồi, đây là token là thầy viết nháp cho mấy đứa thôi. Rồi. Đó. Còn lại những cái token mà mấy đứa để nguyên cho thầy nha, là bốn cái token này, WS này là white space thôi, được chưa? Đó, thì mấy đứa đã được học ha. Cái này được gọi là cái gì? Cái này được gọi là comment, đúng không? Trong cái ANTLR được gọi là comment, được chưa? Còn ba cái thằng này là tương ứng với ba cái loại lỗi khác nhau, được chưa? Thì cái này là giờ phần bài tập lớn thì mấy đứa sẽ làm, được chưa? Đó. Rồi, thì mấy đứa để nguyên như vậy cho thầy. Rồi, mấy đứa sẽ viết ở giữa đây, thấy không? Mấy đứa viết cái bài cái mỗi tương ứng với mỗi câu của mấy đứa thì mấy đứa viết ở vào giữa đây, thấy không? Rồi, sau khi mà mấy đứa viết xong rồi á thì mấy đứa dùng cái lệnh gì? Dùng cái lệnh là Python run gen. Run gen. Được chưa? Thì sau khi run gen xong rồi thì mấy đứa sẽ thấy trong cái thư mục target của mấy đứa nó có 7 cái file nè. Thấy không? Nó có 7 cái file. Thì mấy đứa mới mở cái thư mục này lên, mấy đứa cầm 7 cái file này nè, mấy đứa ném lên trên chỗ nộp á, trên bi keo á, thấy không? Trên bi keo, thấy không? Mấy đứa ném lên trên cái chỗ nộp trên bi keo cho thầy. Nha. Đó, ở dưới cái chỗ mà mấy đứa viết code á thì nó có cái chỗ để nó nộp nộp đó, mà bây giờ nó đang lắc á, không tùy máy nha, con máy nó đang lắc á thì nó đang lắc, nó quay vòng vòng thì mấy đứa refresh lại nhiều lần nhìn thầy, tại vì bi keo bây giờ vậy thôi thầy cũng chịu luôn, thầy cũng không không biết làm cách nào hơn, được chưa? Đó, còn cái phần mà answer á, mấy đứa không cần viết cái gì cũng trọng hết. Đúng không? Cái phần answer mấy đứa không cần viết gì không hết. Mấy đứa cứ lấy 7 cái file mà mấy đứa tạo ra đó, mấy đứa lấy cái 7 cái file đó ném vô chỗ đó nộp cho thầy. Hiểu vấn đề không? Ai hiểu rồi bấm giơ tay coi. Rồi bây giờ thầy làm mẫu nha. Câu số 1 nè. Hãy sử dụng ANTLR để viết biểu thức chính quy mô tả một cái identifier trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Được chưa?
mà nó được bắt đầu bởi một cái ký tự vậy, ký tự thường này nha. Tiếp theo đó là có thể có nhiều ký tự, nhưng mà những ký tự sau đó thì là các ký tự thường, hoặc ký tự chữ thường, hoặc ký tự số được chưa. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là identifier được chưa, identifier được chưa. Rồi ký tự đầu tiên phải là chữ thường, từ A đến Z chữ thường. Ký tự phía sau có thể là chữ thường hoặc là số được chưa, và có thể thôi, và có thể có nhiều lần, cho nên có thể thì có thể là không được chưa, có nhiều lần. Như vậy thì là giờ chọn giữa dấu cộng và dấu sao thì chúng ta sẽ chọn dấu sao đúng nha. Rồi như vậy là xong đúng không, xong thì chúng ta sẽ gọi Python run gen. Thì lúc đó chúng ta sẽ mở cái thư mục này nè, chúng ta sẽ mở cái thư mục này lên được chưa. Đó thì chúng ta có 7 cái file này đúng không, 7 cái file này. Thì chúng ta cầm 7 cái file này, chúng ta kéo lên, chúng ta thả lên trên đây đúng không, cầm là thả lên trên chỗ mà thả tập tin vào đây đó. Rồi thả lên đây, rồi sau đó thì chúng ta bấm kiểm tra. Được nha, thì nó đúng một phần là cái gì không đó. Thì bây giờ mấy đứa phải làm sao mấy đứa sửa cho nó hết cái lỗi này nha. Đó đó là nhiệm vụ mấy đứa đó. Rồi thầy chỉ làm thử thao tác cho mấy đứa coi thôi. Nãy giờ mấy đứa không nghe thầy nói rồi, sorry. Rồi bây giờ thầy giảng lại nè. Trong cái test case hồi nãy á, là mấy đứa thấy được là cái chúng ta có cái test case là A, B, C, A, 1, 2. Hồi nãy là cái file này của chúng ta bcool.g4 là như thế này, đúng không? Đó. Thì khi mà đối với con này á, thì cái đáp án mong muốn á, của cái của người ta là A, B, C, đúng không? Đáp án mong muốn của người ta nha. Được chưa? Cái expect của người ta á, là A, B, C nè, nó sẽ phải tách thành A, B, C và nó báo á, là cái error token A. Tại vì cái A này nó không có match với cái nào hết trơn, cái đề bài nó chỉ yêu cầu là mô tả một identifier thôi. Do identifier đó phải là chữ thường hoặc là chữ thường hoặc là phía sau đó là chữ thường hoặc là ký số, đúng không? Thế mà trong khi á, chúng ta lại đưa ra cái đáp án của chúng ta, cái solution của chúng ta nó là bắt thành là ABC A phẩy 1 phẩy 2. Như vậy thì chúng ta hiểu là cái đáp án của chúng ta là tại sao nó ra cái đáp án này, đúng không? Tại sao nó ra cái đáp án này? Bởi vì á, khi mà nó bắt ABC thì nó xét từ trên xuống thì nó thấy đây là một cái token nè, cái đây là cái drama nó không bắt rồi nha, cái này là cái của cái file tiếp theo nó không bắt được chưa. Rồi cái identifier nè, được chưa, cái identifier thì nó thấy là cái đây là cái ABC nè, đúng rồi, ABC nó bắt của ông này, đúng rồi, ABC luôn, nó bắt dài nhất có thể là ABC được chưa. Tiếp theo của nó là một cái khoảng trắng thì nó không thể bắt, nhưng mà nó bắt được vô cái WS này được chưa, và nó dùng cái command là skip, cho nên là cái thằng này nó sẽ cái bộ token sẽ bỏ qua không làm gì hết. Và ký tự tiếp theo là ký tự A, thì trong cái ngôn ngữ của chúng ta hiện tại là người ta chỉ yêu cầu mấy đứa viết đúng cái biểu thức mô tả cái gì, cái identifier, mà identifier là chữ thường, phía sau của nó là chữ thường hoặc ký số, cho nên chữ viết hoa là không thể bắt được, và chữ viết hoa thì phải bắt nó thành một cái error token. Như vậy thì khi mà nó bắt error token thì nó thấy là identifier không hợp lý, đúng không? Rồi cái gì nữa, WS cũng không phải luôn, thì nó chuyển xuống đây, dòng số 19 nó là error chẹt. Thì error chẹt nó là một cái dấu chấm, mà dấu chấm á, thầy đã nói rồi, nó chính là mắc mọi ký tự, đúng không, mắc mọi ký tự, cho nên nó sẽ mắc cái A này nè vô cái dấu error chẹt. Tiếp tục số 1 cũng vậy, nó mắc vô error chẹt, số 2 nó cũng mắc vô error chẹt. Như vậy thì chúng ta bị sai đi, nhưng mà như vậy á, thì khi mà nó là error chẹt tức nghĩa là không có bất kỳ một cái có mô tả nào của ngôn ngữ phù hợp với cái ký tự đó hết, thì nó sẽ rơi vào error chẹt được nha, và nó rơi vào error chẹt. Thì á, lúc đó chúng ta phải raise lên một cái lỗi ha, chúng ta phải mở một cái action block lên và chúng ta nhìn qua cái file mà lexical error này nè, thì nó có cái lỗi tên là lỗi error chẹt token. Thì cái lỗi error token này á, thì chúng ta phải raise ra cái lỗi error token này và kèm theo á là save chấm tag. Save chấm tag là cái từ mà nó bắt ra, ví dụ nó cái từ nó bắt A nó rơi vào cái error token này thì nó sẽ raise lên cái lỗi là error token save chấm tag được chưa. Rồi thì chúng lúc này chúng ta gen lại và chúng ta nộp lại thì nó mới đúng đó, hiểu không, cả lớp hiểu không?
không? Như vậy thì sau này mấy đứa phải có nhiệm vụ là mấy đứa phải đặt tả ra cho nó đúng không? Ví dụ như là unclose string, tức là một cái string rỗng, thì cái cú pháp gì để mô tả cái string rỗng không? Chúng ta phải raise lên cái lỗi. Được chưa? Raise là cái lỗi là unclose string. Được chưa? Rồi, cái illegal escape, ví dụ như là trong cái ngôn ngữ đó chỉ chấp nhận là sẹt B, sẹt T, sẹt R, sẹt N. Được chưa? Mà mấy đứa vô một có người dùng viết nó viết sẹt Y, được chưa? Sẹt L. Được chưa? Là những cái escape không có đúng, không? Và chúng ta phải raise lên cái lỗi nha, chúng ta phải raise lên cái lỗi. Rồi. Thì chúng ta mới làm bài này đúng được ha. Như vậy thì trong cái đó thì nó có cái chỗ thì mới giải thích thêm về cái chỗ error token, đúng không? Cái chỗ mà lack những cái lỗi về lexical. Được nha. Lexical error. Để làm câu tiếp theo thì mấy đứa nhớ xóa cái identifier ha. Mấy đứa nhớ xóa cái identifier rồi mấy đứa mới làm nha, chứ không thôi nó nhiều khi nó bắt cái identifier đó nữa. Mỹ ơi, cái chỗ đó là thầy cũng bó tay rồi, phải không? Cho nên là tôi như Tân nói đó là em F5 là liên tục đi, nào nó xuất hiện thầy cũng chịu thua rồi. Em không thấy được 7 file target là em chưa có gen được rồi, là cái project của em bị lỗi rồi. Em phải gõ Python run gen nó mới ra nha. Đồ của trường mà mấy đứa. Gắng học đi. Chứ thầy thì cũng bó tay rồi. Thầy cũng muốn lôi ra tách ra hàm server cho mới nộp riêng lắm mà như vậy là không đúng quy định của trường. Rồi được chưa Quốc An ơi? Đâu em mở cho thầy coi coi, mở máy em cho thầy coi coi, mà xem màn hình em cho thầy coi. Đó em open luôn ơi, em open luôn ơi, em open nó ra luôn ơi. Rival luôn ơi, rival luôn đi rồi em mở vô coi gì lạ đời vậy. Em qua cái file Python cho run gen cho thầy coi coi. Em vô trong Visual Studio Code luôn á. Rồi, em kéo lên cho thầy coi. Em gõ dòng số 9 á. Dòng số 9 của em á. Cái dấu sẹt đó em dở lại thành dấu sẹt ngược coi. Em còn trên ship hết của em luôn á, thành dấu sẹt sẹt ngược hết coi. Hai dấu sẹt mới được hay sao á? Rồi đó em gõ lại em xem em gõ lại thử cái. Có lại. Cái workspace không để tới suột à thầy. Cái workspace. Ủa nè, bạn đang độ gõ tới suột rồi nè.
Ủa? Đúng không? Ủa sao em có cái chấm Visual Studio VS Code là cái gì chấm nữa vậy? Cái đường dẫn dẫn tới cái file này. Nó nằm trong cái gì là em gõ Python, em bỏ Python, em gõ cho thầy đi Python cách khoảng trắng trừ v rồi exit đi, exit đi, exit đóng ngoặc, đóng ngoặc chứ. Rồi em còn control F nguyên cái file này của em đi. Em thay cái dấu sẹt đó, đó thành cái dấu hai dấu dấu sẹt xuôi á thành hai dấu sẹt ngược hết coi. Em bấm cái nút bên trái cái dấu sẹt á. Cái dấu mũi tên bên trái dấu sẹt á. Ừ, gõ thành hai dấu sẹt ngược hết coi. Rồi replay coi. Ủa? Replay on đi. Ừ rồi. Save chạy lại coi. Rồi coi coi mở rồi có chưa? Gì lạ vậy? Em thiết lập một cái đường, em thiết lập một cái project mới rồi sao thầy nghi nó nằm ở trong cái Visual Code của em quá à. Em đào một cái project mới về ha. Rồi cái em bỏ ra một cái thư mục nữa, nó xong em chấm VS Code đó là sao thầy thấy kỳ kỳ vậy đó. Em coi em thiết lập lại đi. Còn nếu mà ông thiết lập được á, còn một cái cách nữa. Ông thiết lập đi rồi có gì thầy chỉ tiếp. Nó gen ra, nó gen đi đâu rồi á. Rồi còn ai bị lỗi gì không? Không bị lỗi gì, mình qua câu kế tiếp nha. Câu kế tiếp. Rồi. Rồi bây giờ nè, sử dụng ANTLR đúng không? Để mô tả biểu thức chính quy, để viết biểu thức chính quy, để mô tả gì? Pascal. Token trong Pascal để dành cho một cái con số được xem là số thật này nha. Và nó phải có cái gì? Nó phải có cái dấu chấm động. Đúng không? Nó phải có dấu chấm động hoặc sử dụng cái ký hiệu khoa học, ví dụ 1.0, 1e trừ 12, 1.0e trừ 12 vân vân là cái số thật đúng. Ít nhất là phải có một cái digit ở mỗi bên của một cái dấu dấu chấm. Được chưa? Như vậy thì ở đây á,
chúng ta phải hiểu nó gồm, thường là chúng ta phải nên tách nó ra thành mấy phần đi cho nó về dễ viết. Một á là cái phần thực, hai á là cái phần thập phân, ba là cái phần mũ, đúng không? Ba là cái phần mũ, được chưa? Thì chúng ta nên tách nó ra làm ba phần. Mà khi chúng ta tách ra làm ba phần khác nhau á, thì chúng ta phải sử dụng cái gì để tách ba phần khác nhau nhưng ba phần đó không phải là một tóc cần, thì chúng ta phải sử dụng từ khóa gì để chúng ta tách? Gõ lên màn hình cho thầy coi. Lớp này nó coi SCOM cái kiểu gì đó, không biết nữa. Gõ dùng cái từ fragment nghe chưa, dùng từ khóa fragment. Như vậy thì nếu chúng ta chia làm 3 phần ha, cái reel chúng ta chia làm 3 phần. Trong cái reel đó đó, chúng ta chia làm 3 phần. Cái phần thứ nhất á, chúng ta gọi nó là impact. Được chưa? Thì cái số nguyên, được chưa? Số nguyên. Thì cái phần nguyên á thì nó là gì? Nó có thể là từ 0 đến 9 và ít nhất là một ký tự. Đúng không? Đúng chưa? Nè ở đây số 0 cũng được, đúng chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Cái phần phần thứ hai nó gọi là phần thập phân, được chưa? Gọi là decimal part đi. Được chưa? Rồi, cái phần này thì nó phải bắt đầu bằng một cái dấu chấm, đúng không? Chắc chắn luôn là nó bắt đầu bằng một cái dấu chấm. Phía sau nó cũng vậy, nó là cái gì? Từ 0 đến 9 dấu cộng. Được chưa? Đó. Từ 0 đến 9 dấu cộng. Không, cái này ta nói là gì? Phải có ít nhất nha, phải có ít nhất là một số xuất hiện ở cả hai phía của cái dấu chấm này nha. Đó. Rồi và phần cuối cùng là gì? Phần cuối cùng đó chính là phần exponent part. Thì nha, exponent part thì nó bắt đầu là ký tự là e này nha. Thì có thể là e hoặc là e lớn này nha, e nhỏ hoặc e lớn, cho nên thầy viết như thế này ha. Thầy viết theo dạng liệt kê, hoặc là nếu thầy không viết theo dạng liệt kê thì thầy phải viết như vậy, e hoặc là e lớn này nha. Muốn viết theo kiểu nào cũng được, không? Khi viết trong dạng liệt kê thì chúng ta không phải sử dụng cái dấu nháy đơn, được chưa? Còn nếu mà không viết dạng liệt kê, chúng ta viết viết theo cái kiểu này, viết theo kiểu dấu o thì chúng ta phải viết như thế này, được chưa? Rồi tiếp theo nữa là chúng ta phải có một cái dấu trừ, không? Dấu trừ. Nhưng dấu trừ này có thể có hoặc không có thể có, không có cũng được, được chưa? Dấu trừ này nè, được chưa? Có cũng được, không? Có thì để hiện số âm, còn không có thì hiện số dương. Phía sau nó cũng là các số, không? Từ 0 đến 9, không? Dấu cộng. Thì chúng ta đã mô tả ba phần tách biệt với nhau ra hết rồi. Bây giờ chúng ta ráp vô như thế nào thôi. Được chưa? Thì bây giờ nếu mà chúng ta sử dụng cái dấu chấm động, đúng không? Chúng ta sử dụng cái dấu chấm động thì nó phải có gì? Nó phải có cái phần impact. Được chưa? Rồi. Decimal part. Ở đây là phần dấu chấm động. Được chưa? Còn nếu mà cái phần mà cái sử dụng ký hiệu khoa học á, thì cái phần impact là phải có. Đúng chưa? Cái phần impact là phải có. Được chưa? Rồi cái phần exponent part thì phải có, nhưng cái phần decimal part á, thì có cũng được, không có cũng không sao. Đúng chưa? Đây nè. Decimal part có cũng được, không có cũng không sao. Được chưa? Hiểu không? Hiểu không mấy bạn? Rồi. Rồi, như vậy thì thầy đã sẽ chỉ cho mấy bạn một cái kỹ thuật để tách ra. Nhưng mà mấy bạn phải hiểu được rằng đây là một bộ phận của cái token đó. Đúng không? Chứ chứ nó không được xem là một cái token, đúng không? 1.0 mới là một cái token. Chứ một thì cũng không phải là token, mà chấm không cũng không phải là token. Mà muốn làm được như vậy thì ANTR bắt buộc phải viết cái chữ fragment ở phía trước. Còn nếu mấy bạn không viết chữ fragment phía trước thì nó tự động nó đánh dấu cái thằng đó chính là một cái token, và khi nó đánh dấu vào một token thì nó sẽ tách ra, mà nó tách ra là mấy bạn sai. Được chưa?
trước giờ học em, trước giờ học. Rồi tiếp nào mà thì giờ thầy chỉ cho mấy đứa xài cái test, thì mấy đứa mở cái file test, thư mục test ra, mấy đứa có cái lecture suite. Thì trong cái lecture suite đó, mấy đứa có thể định nghĩa ra cái test case mới của mấy đứa có thể lấy cái test case ở trên trên BKL vô, mấy đứa bỏ vô mấy đứa test luôn cũng được, đúng không? Đó, mấy đứa bỏ vô test case trên BKL vô mấy đứa test luôn cũng được. Ví dụ như là mấy đứa có cái test là 1.0 đúng không? Nó sẽ tách thành 1.0 và EOF, EOF là end of file á nha. Đó. Thì cái này là test cái gì? Test symbol symbol real đi, đó, test. Cái này là tự gõ thôi nha, không 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 gõ. Cái này không cần gõ cũng được, được chưa? Thì lúc đó mấy đứa mới có cái dòng sử dụng cái dòng thứ hai là B test lecture suite. Được chưa? Test cái lecture suite. Để thầy coi. Comment mấy này lại đi. Đó. Thì cái này là mình sai đúng không? Do nãy hình như mình chưa có Python run gen. Đó, thì bây giờ test ok hết rồi nè, được chưa? Đó, thì cái đó là thầy chỉ cho mấy đứa xài cái file Lexus Suite cho thầy ha. Rồi. Rồi bây giờ tới tiếp theo cái câu tiếp theo ha. Rồi. Sử dụng ANTLR để viết biểu thức chính quy mô tả cái string trong Pascal được tạo là thành một chuỗi các ký tự nằm giữa hai dấu nháy đơn. Nếu mà hai cái dấu nháy đơn, nếu mà ở trong cái chuỗi đó mà muốn xuất hiện một cái dấu nháy đơn á thì phải xuất hiện bằng cách là viết hai dấu nháy đơn liên liên tiếp nhau, ví dụ như chữ isn, tức là chữ 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 o nó thành cái dấu dấu nháy đơn á, thì mấy đứa muốn viết cái dấu nháy đơn thì mấy đứa phải viết bằng hai dấu nháy đơn thì nó mới hiểu là một dấu nháy đơn đó đó, và nó phải bắt cái nguyên cái chuỗi này thành một cái token, ý là như vậy. Thì ra thì mấy đứa bây giờ mấy đứa nhìn kỹ ha, thầy sẽ giảng về cái kỹ thuật này chút xíu. Thì cái này mình tạm gọi đó là một cái string literal, tức là một cái hàng chuỗi này nha. Thì cái hàng chuỗi này là cái gì? Là chúng ta sẽ có là một cái dấu nháy đơn, hiểu không? Dấu nháy đơn đó thì thường là phải viết là sẹt dấu nháy đơn thì nó mới hiểu là dấu nháy đơn trong ANTLR ha. Có hai cái này là cái dấu mở chuỗi của ANTLR, được chưa? Còn mình muốn đặc tả một cái dấu nháy đơn thì mình phải viết là gì? Sẹt dấu nháy đơn thì nó mới hiểu là một cái dấu nháy đơn. Thì nha. Đó. Còn không thì chúng ta phải viết là gì? Chúng ta phải viết như vậy. Thì nha, này nó mới hiểu là cái dấu nháy đơn. Đúng không? Đó. Thôi chúng ta viết như vậy đi. Sẹt dấu nháy đơn. Thì nha. Kết thúc của nó cũng là một cái dấu nháy đơn. Ở giữa của nó là các character. Thì nha. Các character. Sao lên. Không, cái character sao lên. Được không? Thì mấy đứa có thể tách ra thành một cái character riêng, hoặc là mấy đứa cho do cái này đơn giản nha nên chúng ta có thể mô tả luôn. Thì ở trong này á nó có thể là bất kỳ các ký tự nào ngoại trừ dấu nháy đơn là không được. Được không? Thì như vậy thì bất kỳ ký tự nào thì chúng ta phải sử dụng dấu ngã đúng không? Và chúng ta sử dụng phép liệt kê. Không. Trong cái dấu ngã này nè, khi chúng ta sử dụng dấu ngã bắt buộc là tiếp theo chúng ta phải liệt kê. Không có cách nào khác hết trơn, chúng ta phải mở cái dấu ngoặc vuông này nè, không có cách nào, chúng ta không thể viết vậy được, không không có viết vậy được nha, không viết vậy được, trong cái bản ANTLR4 nó không cho mấy đứa viết như vậy, được chưa? Rồi cho nên là bắt buộc mấy đứa phải viết như vậy nè, tức nghĩa là tất cả các ký tự ngoại trừ dấu nháy đơn hoặc là hai dấu nháy đơn,
nha, hoặc là hai dấu nháy đơn, thì lúc đó mình phải hiểu, mình sẽ viết như thế này, thì nó là hai dấu nháy đơn, không, hai dấu nháy đơn, không, nó là hai cái dấu nháy đơn liên tiếp, được chưa? Đó, hai dấu nháy đơn. Chỗ này hiểu không ta? Chỗ này hiểu thầy mô tả cái kiểu này không? Viết dễ hiểu không? Đó, thì cái đó chính là một cái string literal đó. Rồi. Thiếu dấu chấm phẩy ở đây. À, vậy chỗ này xóa nó đi nha. Chỗ này comment lại. Yeah. Thì lúc này bây giờ chúng ta mới thử một cái chuỗi ha. Thử một cái chuỗi. Đây. Thử một cái chuỗi, không? Người ta cho cái chuỗi này. Và người ta yêu cầu bắt cái chuỗi này luôn. Rồi. Chúng ta coi thử coi là của chúng ta đúng hay sai ha. Đó, thì đúng rồi ha. Là test symbol string. Rồi bây giờ chúng ta test thêm một cái trường hợp nữa, nó là complex hơn chút xíu nha. Complex cái string này thêm chút xíu nữa. Rồi. Chúng ta test cái chuỗi là isn. Có được không? Thấy không? Chuỗi isn. Nó có tách ra đúng không ha? Rồi để chúng ta mô tả coi. 102. Thì nó test vẫn đúng. Thấy không? Đó. Rồi. Bây giờ á, bây giờ thầy nói thêm một cái kỹ thuật cho mấy bạn để mấy bạn hiểu. Khi mà một cái token mà thường á, mà nó nằm ở giữa hai cái dấu gì đó là mấy bạn phải cực kỳ để ý cho thầy. Đúng không? Cực kỳ phải để ý cho thầy. Lúc đó chúng ta phải phân vân giữa cái chuyện đó là chúng ta sử dụng cái dấu sao và cái dấu sao chấm hỏi. Hai cái dấu này là khác nhau. Không, dấu sao mà đi kèm ở phía sau nữa là một cái dấu chấm hỏi là một chuyện khác xảy ra. Khi á, mà một cái dấu sao á, mà nó đứng riêng một mình á, thì nó có thường nó có tính tham lam, tức nghĩa là ở phía bên giữa nó sẽ cố gắng ăn nhiều nhất có thể để nó phù hợp với hai cái đầu. Không, hai cái đầu của nó là hai dấu nháy đúng không, ở giữa nó có thể lấy nhiều nhất có thể này nha. Còn nếu mà cái dấu sao mà đi liền với chấm hỏi thì nó thường nó có tính non greedy, là nó không có tham lam, tức là giữa hai dấu sao này nè nó ăn ít nhất có thể, không, nó ăn ít nhất có thể thôi. Bây giờ chúng ta thử chúng ta chạy lại nè, chúng ta chạy cái gen lại nha, được chưa? Thì chúng ta test lại thì chúng ta thấy là nó fail một test case. À, nó fail cái test case thứ hai. À, nó fail cái test case thứ hai nè. Thì mới chúng ta mới mở ra chúng ta coi thử ha. Chúng ta mở ra trong cái thư mục solution của chúng ta mở cái file 102 ra chúng ta coi nè, thì lúc này á nó bắt cái gì? Nó bắt cái chữ isn á, là chữ ins thành một token, và nó bắt cái chữ tên này thành một cái token dấu phẩy nữa. Tại vì mấy này nó cũng nằm giữa hai dấu nháy mà, nó cũng thỏa mãn mà. Hiểu không? Nó cũng nằm giữa hai dấu nháy mà nó cũng thỏa mãn. Như vậy á thì mấy đứa phải hiểu được rằng cái token của chúng ta, à, nó có ready không? Nó có cần phải ready hay không, và nó không cần ready hay không. Và nếu mà chúng ta nó cần ready thì chúng ta sử dụng dấu sao thôi. Còn nếu mà nó sử dụng nó là trong có chấm hỏi á. Được chưa? Nó không có cần ready á, thì chúng ta phải sử dụng cái dấu sao chấm hỏi, được chưa?
Như vậy thì khi nào ra đi và khi nào không ra đi. Ví dụ như cái một cái string là ra đi. Thấy không? Một cái string là thường là nó ra đi. Được chưa? Nhưng một cái command thì nó không ra đi ạ. Đúng không? Một cái command, ví dụ như cái command trong ngôn ngữ C, đúng không? Một cái command trên ngôn ngữ C thì mấy đứa viết là sao sẹt rồi sẹt sao, mấy đứa có bao giờ mấy đứa viết một cái sẹt sao ở giữa này đúng không? Thì mấy đứa sẽ thấy là nó bắt chứ có từ cái sẹt sao này tới cái sẹt sao này, sẹt sao đầu tiên à. Nó không có bắt tới cái sẹt sao cuối cùng. Đúng không? Nó không có bắt tới sẹt sao cuối cùng. À, như vậy thì lúc này á, ở giữa này nè, nó phải là non ready. Như vậy thì lúc đó mấy đứa phải lưu ý ha, trong bài tập lớn của mấy đứa có nè, đúng không? Trong bài tập lớn của mấy đứa mấy cái phần comment là thầy ăn cắp hoàn toàn ngôn ngữ C trên là sao sẹt sẹt sao đó. Và cái sao sẹt sao, cái sao sẹt sẹt sao này là cái non ready, và cái phần ở giữa đó mấy đứa phải mô tả theo cái kiểu non ready. Hiểu không? Hiểu không ta? Alo. Thì đó lại cái sao sạc sạc sao thì cái đó bị nói. Đây nè, có phải là trong cái ngôn ngữ C cộng cộng của mấy đứa á, thì cái sao sẹt với nó sẹt sao là một cái comment đúng không? Ở giữa đây mấy đứa muốn viết cái chữ gì mấy đứa viết, thậm chí là enter cũng được đúng không? Phải chưa? Đồng ý không? Ừ. Nhưng mà mấy đứa có bao giờ mấy đứa viết một cái sẹt sao ở giữa không? Tại vì nó chấp nhận mọi ký tự mà, như vậy thì nó có chấp nhận ký tự sao sẹt không? Có chấp nhận không? Không. Đó, nó không chấp nhận. Như vậy thì nó chỉ bắt tới cái sao sẹt đầu tiên thôi. Đúng không? Nó đâu có bắt tới cái sao sẹt cuối cùng. Như vậy thì cái thằng này chính là cái thằng non ready. Hiểu Rồi. không? Nó không bắt hết. Đúng không? Như vậy thì cái phần ở giữa đó chúng ta phải mô tả bằng cái dấu sao sẹt. Ở lộn, à, cái dấu sao chấm hỏi. Đồng ý chưa? Đó, nó không có tính ra đi mà. Được không? Còn cái string là nó bắt dài, cố gắng nó bắt dài nhất có thể. Như vậy thì nó chính là cái ra đi, vì chúng ta sử dụng chỉ sử dụng dấu sao. Còn cái non ra đi là chúng ta chơi cái dấu sao chấm hỏi. Đồng ý không? Như vậy thì đối với cái bài này á thì chúng ta phải sử dụng cái dấu chấm hỏi thôi. Đúng không? Nhưng mà thầy muốn thông qua bài này thì thầy chỉ cho mấy đứa luôn cả cái phần comment, được chưa? Cái phần comment là cái phần mà non ready thì chúng ta phải sử dụng cái dấu sao chấm hỏi. Đồng ý không? Rồi. Trong cái bài tập lớn á thì cái string á khi mà nó bắt ra, à khi mà nó bắt ra thì nó muốn làm sao, nó phải loại cái bộ mà cái bộ lexer á, nó phải loại đi cho người ta được là cái ký tự đầu và ký tự cuối, tức nghĩa là cái ký tự mà mở mở cái chuỗi á, là nó phải bỏ bỏ đi. Không, cái bài này thì do nó không có test mấy đứa cái kỹ năng đó được nha, nhưng mà trong cái bài tập lớn thì nó test cái kỹ năng đó, tức nghĩa là nó test cái kỹ năng là thực ra là cái đó là phải phải làm như vậy. Tức nghĩa là về mặt nguyên tắc là một cái string á thì nó chỉ lấy cái phần nội dung của cái string thôi, còn cái dấu mở chuỗi đóng chuỗi là nó không lấy. Bây giờ làm sao để nó không lấy cái dấu đóng chuỗi và cái dấu mở chuỗi, làm sao? Rồi thì bây giờ mà thầy sẽ chỉ mấy đứa là mấy đứa sẽ sử dụng cái action block, được không? Mấy đứa đã được học cái action block này rồi, là nãy mấy đứa đã sử dụng rồi. Thì bây giờ mấy đứa sẽ tiếp tục sử dụng cái action block này. Thì khi mà mấy đứa sử dụng action block này thì mấy đứa sử dụng cái save chấm tắt, tức nghĩa là cái phần từ mà nó trả về đó. Được nha? Thì mấy đứa sẽ lấy cái phần từ đó, mấy đứa lấy từ 1 tới trừ 1. 1 tới trừ 1 tức nghĩa là loại hai cái thằng đầu và cuối. Được nha? Thì mấy đứa lấy cái từ 1 tới trừ 1, mấy đứa lấy ra và mấy đứa gán vô lại. Được nha? Mấy đứa gán vô lại. Thì lúc đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ không lấy cái ký tự đầu và ký tự cuối nữa. Được chưa? Và chúng ta sẽ chạy lại ha, gen gen nè, test lại. Được chưa? Chưa 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 save. Được chưa? Thì mấy đứa sẽ thấy rằng là mấy đứa sẽ mở đây ra coi. Thì lúc này nè, nó sẽ không còn bắt ký tự đầu và ký tự cuối nữa. Được chưa? Thì cái này chính là cái tác dụng của action block. Được chưa? Đối với string. Không, và cái này là chắc chắn là mấy đứa phải xài ở trong cái sao trong cái bài tập lớn của mấy đứa đó. Hả? Rồi, hiểu chưa?
hiểu không ta? Có nhanh quá không? Rồi thầy hướng dẫn cho mấy đứa ba câu rồi. Rồi ai hiểu rồi mà gõ mã số sinh viên lên tin nhắn này. Còn nghỉ Tết dài quá ha. Mới đây 35 mà mới có 24 người. Ai chưa hiểu gõ lên coi. Chưa hiểu gì Lâm, chưa hiểu gì sao thầy nã này hỏi mà không nói. Quang Phú nữa nè, chưa hiểu gì thì phải nói chứ. Hoàng Lâm, chỗ nào thành bật mic nói lại đi, thầy nói lại cho. Dạ cái chỗ heo nháy thầy, cái phần mà string disk á. Cái nào thầy Dạ thầy không hiểu lắm. Thầy thầy cái chưa heo hiểu nháy ở phần hoạt đó hết. thầy. Cái này Đúng rồi. là sao, em muốn hỏi gì Ý là thầy? em chưa hiểu cái cách viết của cái heo nháy thầy. Heo nháy đó viết nó hơi. À hai cái dấu nháy này hả? Dạ đúng rồi. À thì nè nè, ở trong ANTR á thì nó mở cái chuỗi là bằng hai cái dấu nháy đơn đúng không? Bây giờ chúng ta muốn viết một cái dấu nháy đơn thì chúng ta viết là xẹt dấu nháy, À hiểu dạ không? rồi. Dạ rồi Thì hiểu. cũng giống như là tụi em viết là sẹt n, sẹt t, sẹt gì đó, hiểu không? Thì Dạ bây giờ rồi. nó phải viết là sẹt dấu nháy thì nó mới hiểu là dấu nháy. Dạ ok thế. Cảm ơn. Còn nếu mà tụi em không muốn viết như vậy thì tụi em viết như vậy nè. Em thấy khó quá, tụi em viết như vậy đó. Chưa? Nó dễ hiểu. Rồi điểm nhanh rồi nha. Xong. Rồi như vậy thì trộn nữa nha. Phải coi SCOM, phải lên làm quy, phải điểm danh rồi mới được tính. Được chưa? Còn chưa ai coi SCOM đi học lại đi. Cứ lên ngáo ngáo rồi cũng vậy à. Đã nói môn khó rồi, cố gắng tập trung đi. Rồi ha, thôi nghỉ ở đây nha. Rồi exercise về tự làm được chưa? Rồi coi như là nửa đoạn đường qua sân mình một là xong rồi đó, được chưa? Hướng dẫn xong rồi đó, về tự viết đi, biểu thức không? Rồi tự viết tự test. Rồi vậy nha. Bye bye mấy đứa.